Thưa quý vị, cách đây gần một tuần trước khi chia sẻ về vụ việc khi hữu xảy ra với cháu bé 10 tuổi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã nói, dù có khó khăn, tốn kém cỡ nào, chúng tôi cũng sẽ làm tới cùng chứ không phải khó khăn rồi bỏ cuộc. Thực tế, bước qua ngày thứ 12, các máy móc thiết bị cần thiết đã được huy động đầy đủ. Dù thời tiết có mưa gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ, tuy nhiên các nhân lực vẫn đang cố gắng hết sức để sớm hoàn thành việc nhổ ống bê tông, có cháu bé xấu số. Suốt 12 ngày qua, thông tin về vụ việc hy hữu xảy ra với bé Thái Lý Hạo Nam. 10 tuổi, quê ở Đồng Tháp vẫn liên tục được cập nhật. Quá trình tìm kiếm thi thể cháu bé vẫn đang được gấp rút thực hiện ngày đêm với sự giúp sức của nhiều chuyên gia và thiết bị hiện đại. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện nay các phương tiện thiết bị được Đồng Tháp huy động đến hiện trường đầy đủ, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tập trung để nhổ ống bê tông. Ông Bửu nói, Hiện nay tại hiện trường có đầy đủ thiết bị như máy bú rung, cần cầu 80 tấn và các loại máy phát điện. Các lực lượng cố gắng trong một hoặc hai ngày nữa sẽ nhổ ống bê tông lên để đưa thi thể bé Hạo Nam ra. Trong ngày mùng 10 tháng 1, Tổ cứu nạn cứu hộ công trình cầu kênh rọc sen đã tập kết đến công trường đầy đủ các thiết bị phục vụ công việc gồm gầu cặp đất, cậu 80 tấn, cầu khoan cọc nhồi đường kính 0,61m, ống vách đường kính 1 và 2m, bố rung 180kW và máy phát điện kèm theo. Hiện đã tiến hành cắt bỏ 3 đầu cọc, nằm trong hố móc. Ống vách D1000 đã rắp nối và hàng hoàn chỉnh đoạn 1 dài 23,5m đoạn 2 dài khoảng 10 đến 11 m đã sẵn sàng chờ rung hạ, đồng thời tiếp tục sử dụng gầu cặp đất, lấy đất trong hố móng xuống thấp để lắp khung chống tầng tiếp theo, chuẩn bị hạ khung chống tầng 3. Nhân lực được huy động đảm bảo bố trí làm 4 ca thay phiên nhau, mỗi ca 6 giờ để đảm bảo sức khỏe cũng như an toàn cho công nhân làm việc. Trước đó vào đêm mùng 9 tháng 1, tại Đồng Tháp bắt đầu có những cơn mưa nặng hạt gây bất ngờ cho việc triển khai các phương án đưa thi thể bé lên mặt đất. Đến ngày 10 tháng 1, vẫn còn tình trạng mưa, có thời điểm mưa lớn rất trở ngại cho lực lượng cứu hộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hai ngày tiếp theo, Đồng Tháp có gió mạnh nhưng không mưa, thời tiết thích hợp để rút ngắn thời gian tìm kiếm thi thể bé Hào Nam. Trong khi đó, sau sự của bé trai lọt ống cống cọc bê tông, sâu 35 mét xảy ra tại tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo tuyệt đối trong quá trình thi công các công trình dự án đầu tư, không để sự cố tương tự xảy ra. Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao cho các sở xây dựng, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, lao động thương minh và xã hội, các ban quản lý, dự án đầu tư xây dựng công trình của thành phố ban quản lý đường sắt đô thị hà nội và ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tăng cường công tác kiểm tra giám sát các công trình dự án đầu tư đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công không để xảy ra các sự cố tương tự như dự án cầu rọc sen xã phú lợi huyện thanh bình tỉnh đồng tháp có câu không sợ nhất vàng chỉ sợ vàng nhất và sự cố hy hữu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông có đường kính vỏn vẹn 25cm đã chứng minh chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chính vì thế, hy vọng sau vụ việc thương tâm của cháu bé, các bên liên quan khi thực hiện thi công công trình sẽ cẩn trọng hơn, chú ý hơn đến công tác bảo đảm an toàn tại các công trường xây dựng. Tâm nguyện cuối cùng của cha bé trai Bị rơi xuống cọc bê tông ở Bình Thuận, Liên quan đến vụ việc, cháu Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi quê Đồng Tháp tử vong sau khi rơi xuống trụ bê tông rỗng sâu 35 mét. Thông tin mới nhất về diễn biến vụ giải cứu bé trai Hạo Nam ở Đồng Tháp, sáng ngày 6 tháng 1, công việc cứu hộ vẫn chưa thể kết thúc khi chưa đưa được thi thể nạn nhân lên mặt đất. Chiều muộn ngày 5 tháng 1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp thông tin. Nhiều ngày qua, Đồng Tháp đã nhận được nhiều góp ý trong công tác cứu hộ giải cứu bé trai Hạo Nam rơi xuống trụ bê tông ở công trình cầu Rọc Sen. Đặc biệt, chiều cùng ngày, đoàn chuyên gia Nhật Bản gồm 8 người đã trực tiếp đến hiện trường nơi Hạo Nam gặp nạn và có đưa ra biện pháp để đưa cọc bê tông và thi thể em lên mặt đất. Tuy nhiên, biện pháp để cứu hộ giải cứu bé trai hạo nam của đoàn chuyên gia Nhật Bản cần một số thiết bị đặc biệt, phương tiện chưa tập hợp đủ, nên tỉnh Đồng Tháp cần thời gian để huy động. Vì lý do này, biện pháp của các chuyên gia Nhật Bản chưa được thực hiện. Ông Bửu thông tin thêm, các lực lượng vẫn đang có mặt tại hiện trường, nhưng đến thời điểm này, việc cứu hộ bé Hạo Nam chưa thể hoàn tất vì liên quan đến khó khăn kỹ thuật, các phương án đưa ra đang bị trở ngại. Trước đó, trong cuộc họp thông báo về việc bé Hào Nam tử vong, anh Thái Văn Tấn Tài, sinh năm 1983, ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, cha của bé Hào Nam, đồng ý cho các ngành chuyên môn tìm cách đưa thi thể cháu lên khỏi trụ bê tông, tổ chức xử lý thi thể, tổ chức khâm liệm và đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Anh Tài cho biết cháu lỡ mất rồi nên không có ý kiến gì. Anh Tài nói trong xúc động. Tôi đồng ý cho ngành chuyên môn tìm cách đưa thi thể con tôi lên khỏi trụ bê tông, đồng thời cho gia đình đến nhận diện bé. Nghe những dòng tâm nguyện này của một người cha, nhiều cư dân mạng đã không giấu được cảm xúc. Một tài khoản có tên THT chia sẻ: "Còn gì đau đớn hơn khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, người ngoài như tôi đọc tin xác định em đã ra đi mà lòng còn nặng trĩu, thì không biết bố mẹ em phải trải qua nỗi đau đến mức nào." Tài khoản LTN viết: Nghĩ đến cảnh người cha nghe thấy con kêu cứu trong 10 phút đầu tiên mà bất lực. Chắc có lẽ không nỗi đau nào đau hơn. Xin chia buồn cùng anh chị. Tôi theo dõi từng phút thông tin về cháu mà cũng buồn không tả nổi. Chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Từ ngày con trai gặp nạn, mọi người lúc nào cũng chứng kiến bóng dáng thẫn thờ của anh Tài tại hiện trường. Cũng chờ tin, cũng hy vọng rồi hụt hẫng đau đớn. Nhưng là trụ cột của gia đình, có lẽ anh vẫn gắn đứng vững, ứng trực chờ đưa con về. Được biết, ở địa phương, gia đình anh Tấn Tài và chị Linh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Chia sẻ với báo chí, anh Tài tâm sự anh lấy vợ là chị Linh sinh được hạo nam và một bé gái mới một tuổi. Gia đình anh Tài thuộc diện khó khăn vì vợ chồng đều làm mướn. Trước đây, vợ chồng anh Tài có 1 000 m vuông đất chuyên để trồng ớt, nhưng vụ mùa thất bát trồng ớt không được, gia đình rơi vào cảnh nợ nần. Anh Tài phải đi làm thuê kiếm tiền trang trải. Bé Hạo Nam hiện đang học lớp 5 trường tiểu học ở xã. Còn chị Linh, mẹ bé Hạo Nam cho biết, lúc hay tin rất đau lòng và mong muốn con mình sớm được đưa về nhà để gia đình thực hiện an táng. Chị Linh nghẹn ngào nói, suốt hai ngày đầu con gặp nạn, chồng tôi liên tục túc trực trên hiện trường. Suốt mấy ngày đêm không ngủ, cứ đi ra rồi lại đi vào, chỉ biết cậu mong phép màu đến với con. Đầu óc của bố cháu hiện giờ rối loạn, nhưng hai vợ chồng vẫn ráng bảo nhau giữ gìn sức khỏe để còn chờ ngày đưa con về. Chị Linh rưng rưng nói, mong muốn trong ngày mai thi thể con tôi được đưa về, chứ giờ đã tối lắm rồi. Phần số của cháu không được ở với tôi thì trở thành con người khác, nếu cháu còn phép màu trở lại với tôi thì tôi rất mừng. Hơn ai hết, người nóng lòng và xót ruột nhất có lẽ chính là anh Tài và chị Linh, cha mẹ của Hào Nam. Chứng kiến hình ảnh anh Tấn Tài túc trực tại hiện trường ngày đêm, ánh mắt đượm buồn và tràn ngập sự lo lắng của người đàn ông khiến nhiều người không khỏi xót xa. Trên các trang mạng xã hội, bức hình về bé Hạo Nam và ba mẹ được lan tỏa rộng rãi, hàng loạt những bài đăng, chia sẻ, lời nhắn gửi yêu thương của cộng đồng mạng dành cho bé đã lan tỏa khắp các trang mạng xã hội. Nhiều tài khoản Facebook đã bày tỏ nỗi lòng xót xa, thương cảm tới bé trai. Một tài khoản có tên TH viết, Vậy là nỗi sợ hãi hoảng loạn của con đã kết thúc rồi, con sẽ không còn thấy lạnh nữa. Trên con đường đầy ánh nắng dẫn tới thiên đường, hãy luôn nở nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ và hạnh phúc nhất, hạo nam nhé. Một cư dân mạng tưởng nhớ bé bằng những vần thơ xúc động. Chiều nay giữa đất Sài Gòn, đọc dòng tin dữ biết con đi rồi. Thiên thần bé nhỏ về trời, khắp miền đất nước bao người tiếc thương. Đau lòng xin thắp nén hương, Tiễn con về cõi thiên đường xa xôi Thương con nhiều lắm con ơi Tuổi con niên thiếu Nhưng đời khổ đau Nếu một đứa trẻ mất đi cha mẹ Thì người ta gọi nó là đứa trẻ mồ côi Đàn ông mất vợ thì gọi là quang phu Phụ nữ mất chồng thì gọi là quả phụ Nhưng tại sao không có tên gọi nào Dành cho những người cha, người mẹ bị mất con Đó là vì không có một từ ngữ nào đủ Để miêu tả về nỗi đau đó cả không một từ nào